chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin hôm nay. Công bố báo cáo phát triển Việt Nam năm 2019. Một ngàn điểm nổi ám ảnh của thị trường chứng khoán. Miễn giữ thuế quan với Trung Quốc tới khi đạt thỏa thuận giai đoạn 2. Ngày 15 tháng 1 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ công bố báo cáo phát triển Việt Nam năm 2019 với chủ đề kết nối Việt Nam di thịnh dưỡng và phát triển chung. Báo cáo được thực hiện dựa trên nền tảng báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới thịnh dưỡng sáng tạo công bằng và dân chủ và báo cáo phát triển thế giới 2020 thương mại để phát triển trong kỷ nguyên của chuỗi giá trị toàn cầu không chỉ phân tích toàn diện các vấn đề kết nối của việt nam báo cáo cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan những lựa chọn chính sách phát triển và chiến lược đầu tư nhằm thúc đẩy hội nhập của việt nam với thị trường toàn cầu các kết quả nghiên cứu sẽ góp thêm nguồn dữ liệu để Việt Nam tham khảo hoàn thiện chiến lược phát triển 10 năm và kế hoạch 5 năm, đồng thời gợi mở tư duy kết nối và xây dựng không gian phát triển cho việc xây dựng một quy hoạch tổng thể của quốc gia giai đoạn 2021-2030. Cũng tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã ký hiệp định diện trợ cho dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị diện trợ không hoàn đại trị giá 10,5 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án bổ sung cho dự án phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh và giúp cải thiện chất lượng hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng dọc theo hành lang ưu tiên cao ở thành phố Hồ Chí Minh dự án có tổng mức đầu tư là 10,7 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn diện trợ không hoàn đại của cục kinh tế nhân bang thụy sĩ ủy thác cho ngân hàng thế giới trị giá là 10,5 triệu đô la Mỹ và vốn đối ứng là 202.000 đô la Mỹ do ngân sách thành phố hồ chí minh bố trí. Cơ quan chủ quản của dự án là ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, cơ quan thực hiện chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Thưa quý vị, còn chưa đầy 10 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, người trồng hoa tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị cung ứng cho thị trường những chậu hoa cây cảnh đẹp nhất. Dịp Tết Nguyên Đán 2020, thành phố Mỹ Tho sẽ cung ứng ra thị trường gần 1,1 triệu giỏ hoa, trong đó chủ lực là xã Mỹ Phong với khoảng 850.000 giỏ. Mỹ Tho có gần 350 hộ sản xuất hoa cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên Đán 2020. Các chủng loại hoa cúc chiếm gần 80% như cúc mâm xôi, cúc hà lan, dạng thọ. Ngoài ra, các xã trên địa bàn thành phố cũng cung ứng ra thị trường khoảng 20.000 cây cảnh các loại, chủ yếu là mai vàng, mai tứ quý, hoa giấy. Thị trường xuất bán các loại hoa cây cảnh của thành phố Mỹ Tho chủ yếu là các địa phương lân cận trong ngoài tỉnh và một số quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời dịp Tết Nguyên đáng 2020, tỉnh Tiền Giang sẽ mở chợ hoa xuân với hơn 550 hộ tham gia. Dịp Tết Nguyên đáng canh tí 2020 có tới 7 ngày nghỉ là điều kiện thuận lợi để người dân có nhiều cơ hội du lịch cùng người thân. Cho tới thời điểm này, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chốt sổ tour Tết. Năm nay, giới tour nước ngoài du khách thường chọn các chương trình trải nghiệm văn hóa đón năm mới như chương trình đón Tết xa qua, có 102 tại Dubai, Tết lãng mạn thú vị tại châu Âu, chương trình đón Tết ấm áp nhất mùa hè nước Australia. Nam Phi và các nước có đón Tết cổ truyền tại khu vực Đông Bắc Á. Còn đối với tour nội địa, du khách thường chọn các chương trình tour chụp ảnh khám phá cung đường qua cải, qua bang tuyến Đông Tây Bắc như Hà Giang, Mộc Châu, Sapa, Cao Bằng. Một trong những người đã làm du lịch đến 20 năm nay, thì tôi khuyên tất cả các quý khách hàng gần xa, khi mà làm quyết định mình đi một đoàn dự kiến đi vào Tết hay dự kiến đi vào những dịp cao điểm, các anh chị em nên có những kế hoạch rất là sớm. Bởi các bạn có kế hoạch sớm thì các bạn đặt dịch vụ sớm và các bạn đặt dịch vụ sớm thì bao giờ chất lượng cũng tốt nhất và giá tốt nhất. Đến thời điểm này, hầu hết các tour du lịch nước ngoài đã chốt sổ đến 95%, tour trong nước cũng đã chốt đến 90%. Hiện chỉ còn một số tour trong nước còn nhận khách với số chỗ hạn chế như tour Mộc Châu, Sapa, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc, Buôn Ma Thuộc, Đà Nẵng. Tour nước ngoài chỉ còn rất ít chỗ với những thị trường gần và miễn visa. Đối với lại trùng tour quốc tế thì hiện nay các cái tour ví dụ như là cái trùng tour thị trường xa như là Nhật, Hàn Hoặc là các cái thị trường như là Maroc hoặc là Nam Phi là những cái tour mà du khách quan tâm Và hiện nay thì các cái tour đó thì chúng tôi đã khóa sổ được khoảng nửa tháng Lý do là bởi vì những cái khách cũng cần phải có những khoảng thời gian để chuẩn bị cho những cái thủ tục như là visa Hoặc là những cái dịch vụ về khách sạn hay về máy bay thì đã phải hoàn thiện Những tour Tết hot cũng đã đóng sổ còn một số những tour thì vẫn còn đang mở bán nhưng số chỗ thì không còn nhiều. Và đối với cả năm nay thì chúng tôi thấy nhu cầu đi du lịch Tết là vẫn có một tăng trưởng được khoảng từ 10 cho đến 15%. Tết Nguyên Đán được nhận định là mùa cao điểm của du lịch khi nhiều người lựa chọn khoảng thời gian này để nghỉ ngơi và khám phá các vùng đất mới với những phong tục tập quán đón Tết cổ truyền khác nhau. Theo ghi nhận từ các công ty lữ hành tại Hà Nội, người Việt ra nước ngoài du xương dịp Tết tăng rất mạnh và cao hơn nhiều so với tour trong nước. Tiếp tục bản tin là một số tin gián đáng chú ý. Bộ Xây dựng cho biết việc chậm di dời cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục ra khỏi nội đô gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn thực hiện công tác di dời và xây dựng cơ sở mới chưa được bố trí và chưa có phương án xã hội hóa, chưa xây dựng cơ chế chính sách về tài chính phù hợp. Ngoài ra, tại một số khu vực trong các đô thị lớn, việc kiểm soát xây dựng nhà cao tầng còn thiếu chặt chẽ, chưa tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc những hạn chế này đã dẫn tới việc gia tăng dân số quá tải về hạ tầng gây ủng tắc giao thông gia tăng ô nhiễm môi trường để giải quyết các tồn tại trên cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành và quỹ ban nhân dân các địa phương Tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp bất thường diễn ra ngày 15 tháng 1, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét thông qua một số tờ trình của Quỹ ban Nhân dân thành phố về giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Quỹ ban Nhân dân thành phố ban hành bản giá đất trên địa bàn giai đoạn 2020-2024 và quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 theo thẩm quyền. Theo bản giá đất mới được thông qua thì giá đất đô thị đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động từ 1.500.000 đồng một mét vuông đến 162 triệu đồng một mét vuông. Thành phố cũng bổ sung mới 398 tuyến đường của 15 quận huyện trong bản giá đất ở. Đồng thời loại bỏ một số tuyến đường trong bản giá đất ở có 8 quận huyện tương đương với 262 tuyến đường đoạn đường Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế kiểm soát, lạm phát, thị trường tài chính ngân hàng vừa trải qua một năm ổn định. Tuy nhiên, giới riêng thị trường chứng khoán 2019 và thậm chí cả giới những tuần giao dịch đầu tiên của năm 2020, mốc 1.000 điểm vẫn là một con số ám ảnh. Mời quý vị đến với phần tổng hợp sau đây để hiểu rõ hơn về nhận định này. Đây là biểu đồ của chỉ số VN Index trong năm 2019 và những ngày giao dịch đầu tiên của năm 2020 dịch màu đỏ chỉ ra chính là mốc điểm 1.000, mốc tâm lý sức mạnh của thị trường. Trong năm qua, thị trường chứng khoán đã không ít lần vượt qua được mốc điểm này với nhiều kỳ vọng và hân hoang của giới đầu tư. Nhưng cuối cùng, đà tăng vẫn không giữ được lâu, thị trường lại rơi điểm. Nhiều cũng có những người thì kỳ vọng là thị trường sẽ đạt được 1.000, nhưng mà cũng có những người thì lại kỳ vọng là lên 1.000 tôi sẽ bán. Do đó thì khi mà cứ lên 1.000 chẳng hạn thì có thể là nó sẽ trồi sụt tăng ngay là tức các tổ chức cũng như kèo đầu cá nhân là bị thua lỗ rất nhiều, cái đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy được ở thị trường chứng khoán sẽ càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Tính ra chỉ số VN Index chỉ tăng khoảng 7%, mức tăng chỉ ngang mức sinh lời của một số ngân hàng, do đó lợi nhuận của thị trường chứng khoán đang kém hấp dẫn hơn. Chính tâm lý bất ổn của các nhà đầu tư đã vô tình khiến chỉ số thanh khoản sụt giảm, mất 1.000 điểm trở thành sự ám ảnh với thị trường thì trong năm qua nó rõ ràng là thị trường chứng khoán vẫn bị ảnh hưởng bởi những cái câu chuyện như là thương mại Mỹ Trung rồi dòng tiền nước ngoài bán dòng trên thị trường ám ảnh thì cũng là đúng thôi đây là những kháng thị về tâm lý và nhìn chung thì các nhà đầu tư vẫn vẫn hoạt động theo từ tâm lý về bày đàn cơ hội đầu tư ở thị trường đi ngang này rất là khó theo thống kê của chúng tôi thì có khoảng 190 mã tăng điểm nhưng cũng có từng đó mã là giảm điểm trong năm 2019 dù vậy, năm qua thị trường chứng khoán đã có những nét cải thiện so với năm 2018 sụt giảm mạnh. Do đó, sang năm 2020, các nhà đầu tư chuyên gia vẫn kỳ vọng rằng thị trường sẽ rũ bỏ được những ám ảnh của mốc 1.000 điểm và tiếp tục tăng trưởng. Năm 2020 sẽ tu chỉnh và đồng thời trình chính phủ các quy định cũng như các quy định quy chế để cho cái thị trường có thể nói là ổn định phát triển một cách bền vững và lâu dài. Lúc đấy các nhà đầu tư người ta sẽ quan tâm hơn đến cổ phiếu nào tăng nhiều hơn và người ta sẽ đổ vào đó. Trong phiên giao dịch khai trương năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tiếp tục khuyến khích thị trường chứng khoán có những sự cải thiện về chất. Cộng thêm nhiều sản phẩm mới, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo được sức hút và thực sự trở thành một kênh quy động vốn, kênh đầu tư quan trọng của nền kinh tế. Tin Kinh tế Tài chính Thế giới Thưa quý vị, bất chấp việc thỏa thuận giai đoạn 1 đã được ký kết vào ngày 16 tháng 1, phía Mỹ vẫn tỏ ra cứng rắn khi cho biết sẽ không dỡ bỏ thuế quan trước khi hai nước tiến đến thỏa thuận giai đoạn 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Stephen Mnuchin cho biết nếu thỏa thuận giai đoạn 2 được đẩy nhanh, Tổng thống Donald Trump sẽ xem xét việc giảm thuế như một phần của thỏa thuận. Như vậy có khả năng việc giảm thuế sẽ chỉ được xem xét vào sau cuộc bầu cử tổng thống cuối năm nay. Trong thỏa thuận giai đoạn 1, Mỹ đã quản một đợt tăng thuế vào ngày 15 tháng 12 vừa qua và giảm một nửa thuế với khoảng 120 tỷ đô la Mỹ hàng hóa từ Trung Quốc. Tuy nhiên, 250 tỷ đô la Mỹ hàng hóa khác vẫn phải chịu thuế suất lên tới 30%. Hai ông lớn thống trị thị trường thương mại Ấn Độ là Flipkart và Amazon đang phải đối mặt với một cuộc điều tra từ giới chức nước này do các cáo buộc độc quyền. Ủy ban cạnh tranh của Ấn Độ cho biết sẽ mở cuộc điều tra sau khi có cáo buộc cho rằng hai ông lớn này đã cho một số người bán trên nền tảng của mình hưởng ưu đãi đặc biệt. Nhất là với những đối tác độc quyền hoặc được Amazon và Lyfka mua cổ phần. Thương mại điện tử Ấn Độ đang là một thị trường đầy tiềm năng với dự báo sẽ cán mốc 200 tỷ đô la Mỹ Tuy nhiên, giới bán lẻ Ấn Độ đang lên tiếng phản đối mạnh mẽ với các tên tuổi thương mại điện tử hàng đầu vì cho rằng các công ty này quỷ hoại thị trường và có lợi thế cạnh tranh không công bằng. Thị trường bán lẻ của Trung Quốc đang rất nhộn nhịp khi chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Hiện những nhà bán lẻ trực tuyến cũng như truyền thống đang cạnh tranh để thu hút thêm khách hàng trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đưa ra một loạt chính sách hỗ trợ tiêu dùng các nền tảng mua sắm trực tuyến đã bắt đầu những chiến dịch quảng bá mua sắm được nửa tháng này. Shining, một nhà bán lẻ hàng đầu Trung Quốc sẽ giảm giá đặc biệt cho đến cuối tháng 1 trên cả 13.000 kênh bán hàng cả trực tuyến lẫn truyền thống của mình. Trong khi đó, Juhuasuan, một nền tảng của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, có kế hoạch dành khoảng 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,45 triệu đô la Mỹ) để trợ giá cho các sản phẩm nông nghiệp như thịt heo, cam ngọt và anh đào Chile, nhằm làm phong phú thêm nguồn cung hàng hóa cho Tết Nguyên Đán. Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu trong nước đang bùng nổ, chính phủ Trung Quốc đã giảm hoặc quỹ thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm từ ngày 1 tháng 1 2020. Ví dụ, thuế nhập khẩu đối với thịt heo đông lạnh đã giảm từ 12% xuống 8%. Bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.